được. Làm gì đấy? Đấy, như vậy là sáng hôm sau đến xăng cạn đi đéo đâu luôn. Hay là con này mẹ tốn xăng quá hết hắt. Mới mua được cái này. Đi lại giật được bây giờ. Cái gì? Đi lại giật được bây giờ. Đố nó giật được. Giật nữa lôi cả ông đi theo. Nó tức nhảy ra khỏi xe. Cảm thấy kìa. Đi từ thế đéo nai dù ra nên làm cái đéo. Mẹ bị mẹ xuống mường lượn thì bạn cả cứt. Từ từ để bạn xuống. Hãy subscribe.